ai đây? Y tá. Hả? Vậy mà tưởng múa lửa. Trời ơi. Chào cô y tá. Ta vậy kêu bằng cô. Chào chị y tá. Nhìn mặt mình trẻ hơn vậy mà kêu bằng chị. Hiểu rồi. Chào em y tá. Anh hỏi gì? Chuyện là vậy. À, anh đưa vợ anh vô đây siêu âm. Dạ. Rồi bà bác sĩ mới kêu anh ra đây ngồi chờ kết quả. À. Và anh không biết ngồi chờ chỗ nào. Vậy em có thể vui lòng chỉ cái chỗ nào cho anh có thể ngồi chờ kết quả. Đẹp trai nha. Em kết cái bộ râu của anh á. Ghê, dễ sợ vậy đó. Nói nghe nè. Sao em? Nhìn mến lắm mấy chị đó nha. À. Thấy bàn tay của em không? Thấy rồi, ghê quá. Bây giờ anh nhìn theo hướng bàn tay của em nè. À. Anh đi thẳng theo cái hướng đó đó. À. Thấy cái bồn hoa không? Thấy. Thấy những đóa hoa tươi và những chú bướm đang dập 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 nhiều không? Dập quá trời, anh muốn dập mặt luôn rồi đó. Bây giờ anh đi vòng cái bồn hoa đó, trở ngược về chỗ này. À. Quay lưng lại, thấy cái ghế ngồi xuống, chờ. Thấy cái ghế ngồi xuống chờ. Dạ. Xa quá. Cảm ơn. Nói nghe nè. Gì? Chút nữa muốn hỏi gì nữa thì kêu em. Ồ. Ừ. Nhưng mà anh đâu biết tên em là gì. Em tên là Diệu Hiền. Diệu Hiền. Nghe rồi, từ từ người ta vô. Bây giờ em có việc ở trong, em vào nhé. Chút nữa thì kêu em. Diệu Hiền. Nổi dậy vậy. Vậy em nói là Hiền. Ba làm gì vậy? Sao giờ này mới ra? Mình ơi, em vác nặng quá nè. Vác bao nhiêu đây mà nặng hả? Nặng không biết bỏ xuống sao? Mệt quá. Trời đất ơi. Bao quy mà ngồi vậy có được này hả? Không biết lên ghế ngồi nữa sao? Tại vì đi khám thai mà mình kêu thôi ráng phe của đi, bao nhiêu vàng mình biểu quốc lên hết, nặng gần chết luôn à. Xích quà rồi. Xích chung nữa. Xích chung nữa coi. Bầu bì mà choáng cả chỗ. Em ngồi như vậy mệt lắm đó mình. Đứng dậy đi. Cảm ơn mình. Mình ơi, em khát. Nước phải dạ. Không? Dịch làm sao thiếu nước được? Dạ. Khát, không biết tự lấy uống hả? Mình ơi, mở giùm em đi. Cái nắp này nó cứng quá, em mở nặng tay sợ nó méo vàng. Đàn bà bầu bì không có làm được cái gì hết trơn á trời. Ash! Ash! Cái quỷ này nó nhột quá à. Nè. Mình ơi, nó lại cứng nữa rồi. Mới mở nắp được tức thời đó mà. Mở rồi mình cho nó về vị trí cũ rồi. Trời nói. Nè uống đi. Cảm ơn mình. Mình ơi,
Em thèm ăn chua, phải không? Dạ đúng rồi. Nói bà rồi, thầy nói tôi đó là trong nhà phải đẻ đông dịch đực thì làm ăn mới khá được, mà nghĩ sao bà sanh lúc 50 dịch cái. Trời đất ơi, đi làm gì mệt gần chết, 50 dịch cái lại cắp cả ngày, khóc đòi ăn đòi uống. Cái quay đó... qua dịch còn gặp con dịch màu nữa. Cái đó đâu phải là lỗi của em đâu, có mình hùng vốn ban đầu mà. Nói nè hả, kỳ này bà đẻ là dịch đẹp hả, tự lo đi. Em thích ăn chua. Thèm chua cái gì, nắm lần là đẻ dịch cái rồi, ăn chua không đó. Kỳ này hả, ăn ngọt cho tôi hả. Người ta nói ăn ngọt thì đẻ là dịch đực. Đâu có gì ăn. Lấy hũ đường ra ăn hết cho tôi. Hũ đường đó hồi nãy ngồi trên xe lam mình quất hết rồi. Sao không chịu cản? Em vừa kêu mình ơi, hũ hết đường. Báo đâu? Dạ báo đây. Không biết lấy cho tôi rồi hả? Đọc đi. Sao mình không đọc? Tôi kêu bà đọc cho tôi nghe được chưa? Mình thích đọc mục nào? Mục nào cho nó vui vui đó. Có mục này vui quá nè. Bán gì? Nhà. Có một cái nhà cần bán. Bà rảnh quá ha. Vui không? Bán nhà đâu có liên quan gì tới tôi đâu mà vui không vui. Riêng em thấy bán nhà em rất là vui. Vì bán nhà mình có vàng mình đeo thêm. Đọc phương khác. Không vui thì em đọc tin khác. Trời ơi tin buồn. Có một con chó lông xù muốn bán. Có gì đâu buồn. Chắc nó thương chó quá nó buồn á. Thôi để em đọc cái khác. Ý cái tin này hay lắm nè mình. Tin gì? Có một người vợ mang thai bị ông chồng ngược đãi vì sinh toàn con gái không có con trai. Chồng buồn đi nhậu lai rai, trên đường về bị sét đánh ngang tai. May mắn mà không trúng cái lỗ tai. Mà bị chẻ ra làm hai. Mà chửi tôi đó hả? Hả? Em đâu chửi tôi phải không? Trong báo nó đăng mà. Báo nào mà đăng kỳ vậy? Đó. Ai kêu bà đọc báo này? Dạ mình kêu. Ai kêu bà mua tờ báo này? Dạ mình mua. Lỗi bà bán báo. Đừng có làm gì. Đi vòng vòng tôi đi. Đêm dầm làm gì? Người ta nói có bầu, đi cho nó đẻ lẹ cái chưa. Em mệt lắm, mỗi lần đi em di chuyển rất là khó khăn. Cứ đi cho tôi. Cho nên em khó đi lắm. Mỗi lần em đi em rất là cực khổ, mình có biết không? Mình chưa bao giờ có bầu nên mình không bao giờ mình biết là có bầu nó khổ như thế nào đâu. Em đi như vậy em rất là cực khổ, chứ không sung sướng gì mà đi như vậy. Mỗi lần đi như vậy nó khổ lắm, chứ không có sung sướng gì để mà đi như vậy. Mình bắt em đi hoài, em chóng mặt quá rồi. Bà làm cái gì vậy? Em mệt. Mà đi mà không chóng mặt hả? Em chóng mặt nè. Bà chóng mặt tôi muốn xỉu luôn rồi nè. Thì đừng biểu đi nữa. Tôi kêu là đi đằng xa kìa. Đi gần lên cái gì? Thiệt mấy tôi không hiểu bà đó. Bà như vậy mà không biết có thằng đàn ông nào mà khờ khạo đuôi mù mới lấy bà làm vợ đó. Có đó, có thằng không đuôi nhưng vẫn lấy tôi làm vợ kìa. Nó phục. Bà nói cái gì? Bà nói tôi lấy bà đó hả? Nè, tôi nhắc cho bà nhớ nha. Hồi xưa đó là ba má bà trầu cao mâm quả đi qua nhà hỏi tôi nha ông. Tôi còn nhớ mà. Cái đêm đó tôi thức suốt đêm, khóc suốt đêm luôn. Cuối cùng tôi phải gạt lệ tân hôn mà về với gia đình bà. Bây giờ bà nói tôi lấy bà. Tôi lấy bà hả? Trả tèo hả? Giỡn bà hả? Ở đây dân số đã nhiều rồi mà còn bắt đẻ hoài, chừng nào mới ra được con trai. Bữa nay siêu âm, em giá trời cho có đứa con trai cho em nghỉ ngơi. Thầy Cúc! Ai kêu tên mình kìa? Thầy Cúc! À, dạ. Con Cúc đi. Ủa? Anh tên Thị Cúc hả? À, không, Thị Cúc là tên của vợ anh. À. Dạ, anh tên Thị Cúc.
Anh là chồng thì Cúc, tên Trứng Cúc. Sốc quá nha. Hồi nãy giờ anh vô trong siêu âm phải không? À đúng rồi. Giờ có kết quả rồi. Có kết quả rồi. Ừ. Dịch được hay dịch cái? Là sao? Không, là con trai hay con gái? Chúc mừng anh, con trai. Hả? Con trai. Chúc mừng, dịch chúc mừng. Được. Trời ơi, yeah, mừng quá. Ghê hả? Ơn người ta hả? Đã muốn chết vậy đó. Ủa mình đang làm gì ạ? Hai sao trên trời. Sao ở đâu mà hai? Y tá mới ban cho. Tới biểu coi, biết là con trai hay là con gái chưa? Mình ơi. Phải dị ứng nha. Phải dị ứng cái chữ mình ơi đó nha. Kêu đàng hoàng mình ơi thôi. Sao hồi đó anh kêu vậy mình nói mình phê lắm mà. Giờ hết phê rồi. Mình ơi, cho anh ngồi đây chút nha. Không có ngồi. Đứng đi để phục vụ cho tôi. Lấy nước cho tôi uống. Phục vụ. Được rồi. Uống nước nha. Tôi không muốn uống nước này. Thôi mà uống nước này. Tôi không muốn uống nước này, tôi muốn uống nước ngọt cơ. Ừ, nước ngọt mua nó tốn kém. Tôi nó... muốn uống nước ngọt. Thôi mà. Ký chết mẹ mày à. Đừng. Đừng ký. Được rồi, nước ngọt phải không? 30 giây. Giờ tôi hành lại. Thay đổi giới tính thôi mà mẹ sướng quá con ơi. Ê, con nước ngọt rồi. Mở ra cho tôi. Không được kêu cái xì nha. Đó, nó mới kêu. Anh thở. Đây, uống đi mình. Ồ, cái này không phải nước ngọt. Thế là cái gì? Là Coca-Cola mà. Cũng là nước ngọt mà. Thôi uống đi. Ngon không? Ngon quá. Uống nữa đi. Không uống nữa. Sao vậy? Nhiều đó thôi. Bây giờ mình thèm chua không? Để anh lấy me cho mình ăn. Không, tôi thích ăn ngọt. Cho em hủ đường đây. Nhưng mà hủ đường hồi nãy anh lỡ anh ăn hết rồi. Ăn hết thì đi mua. Thôi, tốn lắm. Đi mua hủ đường. Xa lắm mà. Ký chết mẹ mày à. Đường rồi. Đường, đường thì có đường. Có đường đây mình. Ăn không? Không, giờ hết thèm à. Tự nhiên sao có lúc thèm, có lúc không ta? Ngại ghê. Kệ, xin lỗi mình, để nó đi. Để anh đọc báo cho mình nghe nha. Nghe. Em không thích nghe tờ này đọc rồi. Mua tờ khác đi. Thôi mà, ra sạp báo. Mua giùm cho tờ khác đi. Xa lắm mà tốn nữa. Cái đầu nó nằm ở đâu ta? Được, để nằm đi, đừng có đụng tới nữa. Được rồi, báo mới như gì? 30 giây. Rồi, có báo rồi mình. Đọc đi. Đọc hả? Đọc cho tôi nghe. Mình muốn đọc cái gì? Muốn đọc cái gì cũng được. À, anh đọc nha. Tin thể thao nha. Ừ. Mình ơi, mình đã có dịch đực. Nỗi niềm mong ước thành hiện thực. Mình là người vợ đầy mẫu mực. Vậy thì mình đừng hành, đừng sực. Đây là những lời anh nói thật. Tôi giái trời cho ông bất lực. Từ nay tôi đẻ tôi khỏi cực. Sao hay vậy? Trời ơi, tôi là túa ra là văn chương mà. Thôi không có quạt, quạt nó trúng gió chứ. Tôi muốn đi về. Rồi hay nè, về về về. Được rồi, để anh kêu xe em về nha. À, xe lam. Thôi, không có thích đi xe lam tốn tiền lắm. Bây giờ mình gần có con rồi, mình phải tiết kiệm để lo lắng cho con. Đúng, mình giỏi. Em thích đi máy bay. Yeah. Mình không phải vợ
giỡn mà, thiền đâu anh mua máy bay cho mình đi. Giờ có đi máy bay hay là không? Thôi mà. Ít nhất cũng phải được taxi chứ. Tại sao có con trai mà đi xe lam? Bây giờ có kêu taxi hay là không? Mình nghe anh nói nè. Từ bệnh viện này đó mà về nhà mình á thì nó xa. Mà anh thì không có tiền. Trời ơi. Nhưng mà tôi muốn đi taxi. Trời ơi, bình tĩnh đi. Trời ơi, anh chưa nói hết mà. Có kêu taxi hay là không? Được rồi. Kêu không? Đấy. Taxi thì taxi. Tắt. Ông gì mà chùm thấy ớn luôn. Có cuốn taxi. Chờ chút nha. Được rồi, có xe rồi mình. Rồi, đi về. Đi. Thầy Cúc. Ai kêu tên kìa? Thầy Cúc. Cúc đây. Chính Cúc. Vợ anh thì Cúc nãy mang số thứ tự 32 phải không? Dạ đúng. Em xin lỗi anh nha, nãy em đọc kết quả thì Cúc mang số thứ tự 23. Hả? Nhưng mà em vẫn chúc mừng anh. Vợ anh sanh 3. Hả? 3 con vịt nữa. 3 con vịt cái. Chúc mừng. 3 con vịt cái. Dạ. 5 con vịt cái rồi nha. Con vịt bầu có chữa. Vịt y tá. Trời ơi là trời. Đứng lại. Cái gì đây? Có đi taxi không? Bắt ta đứng chờ ngoài lâu quần chết à. Bực bội. Vịt taxi. Vịt đen. Không có đi hết trơn á. Đi hỏi cho này. Ta đánh cắt cổ đánh cái canh bây giờ. Trời ơi. Không lẽ cuộc đời tôi gặp toàn là vịt cái không sao đó trời.